Liam mến chào các bạn. Có lẽ là lâu lắm rồi Liam không có quay video dài ha. Hôm nay Liam quay video với hàng cho bạn Trúc Đỗ đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Bạn Trúc Đỗ có nhắn với Liam một số mấy cái món đồ và Liam bán cho bạn thông qua Zalo ha. Bây giờ Liam soạn hàng cho bạn Trúc Đỗ nè. Món đầu tiên là bạn mua 4 bịch washi tape. Đây, 4 bịch washi tape của bạn ha. Mỗi bịch là gồm có 5 cục washi tape nè các bạn. Đủ mẫu ha. Món thứ hai là 10 dây buộc tóc caro. Nè, món tiếp theo là 20 cái ghim để cài ba lô, là cài áo nè các bạn. 20 cái ha. Đây em lấy cho bạn là đủ kiểu nè. Rất là dễ thương luôn nè các bạn. Tiếp theo là 10 cuộn washi tape. Washi tape này là washi tape caro ha. Món tiếp theo là 10 cái móc khóa cài ba lô nè các bạn. Cái móc để cài ba lô ha. Dễ thương lắm các bạn, nhiều hình nè. À, toàn là mấy cái hình dễ thương ha. Tiếp theo là 20 sợi dây buộc tóc có đính cham ha. Thì em lấy cho bạn đủ mẫu nè. Và cuối cùng là 100 tấm sticker. Đây là mẫu sticker hộp 100 tấm nè các bạn. Bạn Trúc Đỗ có nhắn với Liam là lấy cho bạn mẫu này là mẫu Halloween ha. Tại vì cũng sắp đến ngày Halloween rồi các bạn. Đây, đây là toàn bộ đơn hàng của bạn Trúc Đỗ đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ Liam sẽ gói hàng cho bạn ha. Đơn của bạn là 400 mấy ha các bạn. Liam chưa có in đơn, Liam soạn cho bạn rồi lát nữa Liam in đơn, Liam dán lên trên thùng hàng ha. Bây giờ Liam sẽ gói hàng cho bạn Trúc nha. Liam có món quà Liam gửi tặng cho bạn Trúc nha. Tặng cho bạn cái tấm sticker. Đây Liam có cái hộp Liam bỏ vào nè. Tặng thêm cho bạn một cục xà bông tắm nè các bạn. Đây là xà bông tắm gạo hàng của Thái Lan ha. Rất là thơm, Liam có bán ở trên shop nè các bạn. Bữa tắm gạo ha. Mình cho bạn một hộp, cái này là để kẹp giấy ha các bạn. Vậy Liam biết là bạn Trúc Đỗ mua hàng ở shop của Liam về để bán lại ha cho các bạn ha. Thành ra là Liam tặng thêm về để bạn kèm đơn này. Và tặng thêm cho bạn một ít túi bóng này để bạn về bạn bỏ đồ nha. Liam cảm ơn bạn Trúc để ủng hộ shop của Liam ha. Liam chúc cho bạn Trúc buôn may bán đắt nha.